ngồi buồn điên tỏ một khi bá già cô nào huy dậy thầy từ đây. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi bạch thuê trong gieo thấy vàng lẻ những màu chưa hạn cho ơi đêm ngày buồn bã vô hồi kìa trên tiên cảnh vì ngôi sẵn dành đạo gái khắp năm canh tối bút dạy tận tường chẳng chút nào sai cổ nhân tích để phân bài đường chân nẻo tránh đâu ai gắn tầm thuyền bát nhã chi tâm chật thẳng thả ra khơi cứ dần khắp trần phù sanh lắm cuộc lao thân ngày đêm ta tháng muôn phần đớn đau trong đời người tài cao đức trọng hầu gió thông thiên vọng lén Nam mô A Di Đà Phật. Mình phải đọc lại bài đó ngay. Gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Nam mô A Di Đà Phật. Ha phong ba biến chuyển đổi dời gia căn năm mèo đều kỹ bảo rõ ràng khắp trong trần hà nhõn nhàng xiết chi ngồi buồn điên tỏ một khi bá già cô nào huy dậy thầy từ trời thì thấy cuộc đổi xoay điện mới theo thầy xuống chốn phàm gian thấy đời
phụ nghĩa bố cần, người thời trung hiếu chẳng dinh vàng hay. Nên điên khuyên nhủ khi bằng nay, xin trong lê thứ ngày dài tình nề tâm. Qua việc thăm nào trong sách sử có lầm ở đâu, người thì có nghe nói càng đầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo, rồi sao sẽ thấy hầm beo khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Phật đường đi xuống giảng dân, thấy trong 13 tánh phàm trần kẻ khinh người nhào thần tiên quỷ tà, mặc ai bàn tán gần xa, quỷ của Phật bà phải xuống cứu dân. Kẻ xa thì minh đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Nam mô Phật nghe từ bi miệng nghe thì niệm Phật lòng thì tà gian khắp trong ba tánh trần hoàng cùng hết sớm làng đều bị người điên. Điên này thì xưa cũng nhớ ai vào cách nghi ga đài tột bậc nghi giàu nghĩ suy danh lời chẳng mang, bèn lên ẩn vật lâm phan tu trì. Nhà trời may mắn một khi thần thôi lại gặp nghe đức nghe thầy Bửu Sơn, cúi đầu điên to nguồn cơn nghi đồng lòng bác ấy ra dài. Nói trong sao khắc nghe biết liền thiên cơ chuyện.
thì giờ nói chuyện trên tu dương trần kẻ trí người ngu ham vọng ham mê dù danh lợi sẽ sang cờ đà đến nước bất an chẳng lo tu niệm tham gian làm gì Phật trời thương kẻ nhu mì chồng cha yêu Chúa kính gì tổ tông ngồi buồn nói chuyện bông lông khắp trong trần hà máu hồng nhuộm rơi chừng nào mới đặng thành thôi dầu Phật ra đời thế giới mình yên điên này thì điên của thần tiên ở trên non núi xuống miền lục hả trong đời con chẳng có tu niệm đắng chầu Phật tiên. Hey, gió lớn quá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Điểm thanh thiên nguyệt giữa kề nhìn xem thấy sự nào nề tâm can từ ta nương chúng Phật đàn dứt tâm trần cầu chẳng màng vinh quê chẳng hoàn thiện tính còn mê thêm lời dục thúc gọi về đàn tu dốc lòng dẹp ngút mây mù đặng diệu ba tánh đường tô chen vào lời thầy cản tỏ âm hao để truyền hầu hòa thấy vàng thao lọc lừa tu cầu thuận gió qua mưa an hòa nhân vật phước thừa trời ban tu cầu thoát chốn gian nan cầu trong chư quốc dư ban giao hòa tu cầu yên nước lợi nhà cứu quyền thất tổ diêm la thoát hình tu cầu Phật nghi quá tánh tình lưỡi mẹ chẳng buộc nhà mình tiêu dao tu cầu cưới Phật
vào gót xem thông thả xiết bao thanh nhàn tu cầu bệnh tật tiêu tan từ bi xả Phật ban phép lành tu cầu thoát nghi khỏi tự sanh nương theo Phật quốc lời lành hành. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn anh quý nha. Tại trời mưa tới rồi, ngừng nghe quý vị ơi. Mô Phật.